Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Trận Sắt Hải Phòng. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về tấm da nhiệt để tháo trần linh kiện điện tử hay là dùng để thay mắt đèn LED. Với tấm da nhiệt này thì nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều để có thể tháo được các cái trần linh kiện dán SMD hay là các cái IC có nhiều chân mà bạn không có khò. Vỏ của nó được làm bằng nhôm, bên trong thì có máy soi nhiệt. Để tháo được những con MOSFET dán như thế này, nếu chỉ dùng mỏ hạt thông thường thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng tấm da nhiệt này để tháo những linh kiện ở trên mạch cho các bạn xem. Chúng ta sẽ dùng dây điện để cấp nguồn. Nguồn điện sử dụng là 220V. Giờ thì mình sẽ kê nó lên một miếng nhôm như thế này. Để đảm bảo thì chúng ta cần phải làm chân cho nó. Mình sẽ kê lên miếng nhôm như thế này cho tiện. Còn khi sử dụng thì bạn sẽ cần phải làm chân cho nó. Trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Và bây giờ thì mình sẽ cắm điện. Mình sẽ đặt phần mạch điện lên như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ một lúc cho tấm da nhiệt nóng lên. Bạn có thể thấy mình có thể tháo các cái linh kiện rất là dễ dàng. Mọi linh kiện trên mạch đều có thể tháo được, từ điện trở, diode, IC, và tấm da nhiệt này thì rất là hữu ích với những ai sửa chữa thay thế mắt của đèn LED. Đây là thành quả sau một lúc mình đã tháo. Mình tháo được rất nhiều linh kiện khác nhau, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thông tin về sản phẩm thì mình sẽ đặt link trong phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.